Xin chào các bạn đã đến với phụ kiện Pico. Hôm nay phụ kiện Pico sẽ hướng dẫn các bạn dán mặt lưng của chiếc Samsung Z Flip 3. Trên tay mình đang là chiếc Samsung Z Flip 3 mới ra mắt. Được vài hôm thì có khách hàng đã mang qua bên mình để dán mặt lưng cho chiếc Z Flip 3. Thì phiên bản dán mặt lưng cho Z Flip 3 này bên mình là dán PPF full mặt lưng, sẽ bao gồm dán cả màn hình phụ và bản lề. Thì miếng này nó sẽ có 4 phần. Thứ nhất là phần màn hình phụ, phần thứ hai là phần dưới màn hình phụ, phần thứ ba là phần bản lề và phần thứ tư là phần mặt lưng cuối cùng full tấm. Về dán PPF thì các bạn làm như video là mình thu lại này là được. Và các bạn phải lưu ý là khi mà dán xong cắt hai mảnh thì các bạn phải chú ý là bóc cái phần lớp trên cùng. Phần lớp trên cùng là phần ni lông mà chúng ta thường bỏ quên không bóc. Nó sẽ dẫn đến là bị bong mép, bong viền. Khi chúng ta bóc rồi thì miếng PPF nó có thể bám dính chắc được vào điện thoại các bạn. Phần màn hình phụ thì chúng ta nhớ tách cái phần quét camera ra và sau đó chúng ta mới dán. Còn nếu mà bị chúng ta dán thì hay gặp phải tình trạng bị bong bóng ở mép thì chúng ta cứ bình tĩnh. Chúng ta lấy cái gạt và cái khăn giấy được tặng kèm thì chúng ta đẩy thì bong bóng sẽ hết. Đây là miếng PPF rất là dễ dán. Bên mình có gửi kèm cả hướng dẫn dán PPF. Nếu các bạn chưa biết dán thì các bạn có thể là xem kỹ video này và bắt đầu mới tiến hành dán để tránh bị dán sai cách. Toàn bộ bộ phụ kiện bao gồm gạt và bộ lau bụi, dính bụi của máy được tặng kèm hết. Đấy, các bạn cứ chú ý là mỗi một lần chúng ta dán xong thì chúng ta phải nhớ tách cái lớp ni lông trên cùng ra. Phần bản lề thì các bạn lưu ý một chút là các bạn sau khi các bạn tách đẩy được hai cái đường chia lửa PPF ra thì các bạn vuốt bo mép, sau đó chúng ta mới bóc cái phần ni lông trên cùng ra. Do là cái phần diện tích bản lề nó bé nên là chúng ta phải vuốt bẹp và mới bóc được tấm ni lông nó ra. Sau khi bóc tấm ni lông thì chúng ta sẽ vuốt mép lại một lần nữa để cho PPF bám dính chắc với cả điện thoại. Toàn bộ quá trình này thì chúng ta có thể thao tác ở nhà. Đây, chúng ta sau khi chúng ta dán xong Z Flip 3, chúng ta cảm thấy miếng dán tàng hình, không hề nhận ra là chiếc Z Flip này được dán và nó có hỗ trợ là chống bám bẩn, chống chảy xước. Cảm giác cầm rất là đã và phê. Để đặt mua cái miếng dán mặt lưng full cả bản lề, các bạn có thể đặt mua qua các hệ thống phân phối bình trên Shopee, phụ kiện Pico, trên website phụ kiện pico.com và trên Lazada cũng là phụ kiện Pico. Vâng, xin cảm ơn bạn theo video.